cái giai đoạn mà cũng đang khó khăn nhất là giai đoạn gặp bà xã đó. Là giai đoạn vừa không có tiền mà vừa bệnh. Có giai đoạn nào mà Vương nhận được cái sự từ chối của gia đình không? Ngoài mới đầu thì được ủng hộ, xong cái thất bại cái bị la. Mới đầu cũng thích được nổi tiếng lắm, nhưng mà giờ kêu là để muốn nổi tiếng thì thôi, chắc không muốn nổi tiếng nữa. Nổi tiếng là bắt đầu mình trở thành cái tâm điểm chú ý, mình làm gì cũng có người soi. Thường thường là nếu như bị tấn công thì gia đình còn đoàn kết hơn. Tính mình ít bỏ cuộc, nào không được thì làm lại, chừng nào được thôi chứ có gì đâu bỏ cuộc. Bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc, cọc cọc cọc. Thưa quý vị, hôm nay thì chỉ có một mình Ngọc Lan đi thôi, bởi vì đây là một cái sự xuất hiện rất là bất ngờ, cho nên là anh Quốc Thuận không có kịp để mà đi cùng với là Ngọc Lan thôi. Thì hôm nay một mình Ngọc Lan sẽ đảm nhận cái trọng trách rằng là đi gõ cửa thăm cái nhân vật đặc biệt này. Đây là một người con của Củ Chi, tuy nhiên lại rất là thành công ở đất nước Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân Ngọc Lan để biết nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai nhé. Đi nào. Tới rồi mọi người ơi. Cốc cốc cốc. Nhà bự quá. Rồi ra tới rồi. Hello. Hello, xin chào. Lan xin giới thiệu, Lan đại diện cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Xin phép được đến để thăm nhà của gia đình mình. Thưa quý vị, đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là quý vị không có xa lạ gì đâu. Đây là bạn Vương Phạm. Lan xin phép được thay mặt cho chương trình gửi cho gia đình mình chiếc đồng hồ cũng như là một kỷ niệm dương của chương trình. Dạ, bây giờ thì không biết là chương trình có được vô nhà chưa ạ? Dạ, vô nhà. Dạ. Hello, Vương chào mọi người, chào các bạn. Vương đang có mặt ở Việt Nam. Tốn khoảng từ 15.000 đến 18.000 để lấy bằng lấy mấy chiếc máy bay này nè, cả gần 20 tỷ Nam đồng mình. Hồi nãy mấy chiếc kia nãy nó quẹo rồi mới kinh vậy nha. Nhà nào qua đó. Bữa nay là Phương dưới tía đi tham quan miếng đất mới mua. Đã được ở trong nhà của bạn Vương rồi. Đây chắc có lẽ là xin để cho Vương tự giới thiệu người phụ nữ kế bên. Đây là mẹ của Vương. Dạ, mẹ Dung. Dạ. Nhà mình ở bên đây là mình còn bao nhiêu người hả cô hả? Có bà ngoại chia. Cô nè. Rồi còn ai nữa không? Không cần ai hết. Nhà chỉ có ông ngoại mất hồi năm mẹ mới có 1 tuổi thôi. Bà ngoại chỉ có một mình mẹ thôi. Rồi mẹ chỉ có một mình Vương với lại em gái. Em gái mình bây giờ ở đâu? Hiện tại nó cũng ở Việt Nam. Cho nên bây giờ mỗi lần về là chỉ thăm mẹ với bà ngoại thôi. Thăm bà ngoại hay mẹ vài bữa nữa đi luôn rồi. Vậy là giờ bên đây còn có mình bà ngoại thôi. Ngoại kia mới đi, bà không đi. Không biết là lần này là Vương về Việt Nam được bao lâu? Tháng rưỡi. Đợt này là mình về với ai? Bà xã, hai đứa con. Gia đình về. Đi chơi được nhiều chưa? Đi được Đà Lạt, Hà Giang. Hà Giang đẹp, mọi người nên đi Hà Giang. Thường thì một năm mình về Việt Nam được bao nhiêu lần? Thường thì một năm một lần, có khi hai năm một lần. Thường thì Vương về là vì công việc hay là về để thăm gia đình? Thăm bà ngoại là chính, công việc là phụ. Ở bên đây mình vẫn có công ty. Đúng. Công ty của Vương hiện tại là đang làm về gì? Hiện tại công ty chính là làm về phần mềm quản lý của cho mấy tiệm nail, như là phần mềm marketing cho mấy tiệm nail thôi. Làm công ty là ở bên kia hay là cái trụ, nói chung là trụ sở chính là mình đặt ở đâu? Trụ sở chính thì ở Houston,
Texas. Còn vòng vòng ở Việt Nam mình có 5 cái văn phòng ở Việt Nam thì để làm support cho bên Mỹ. Công ty mình tên chính xác nó là tên gì? Fast Boy, fast là nhanh á, boy là nhóc. Cô Dung ơi, thế mỗi lần mà con trai mà về á là mình có chuẩn bị trước cái gì cho con không cô? Ví dụ như là ăn uống tất cả mọi cái để mà mình tranh thủ mình chăm cho con, tại vì con ở bên kia làm việc rất là nhiều. Đúng rồi, có con bệnh vả rất nhiều nhưng mà con rất là thích những món ăn của mẹ nấu. Ví dụ món gì cô? Thịt kho tàu, gà ram. Trời, không lẽ giờ mình mới vừa bắt đầu câu chuyện chứ mình đi xin ăn luôn. Thiệt ra là hồi một hồi nữa là Ngọc Lan có xin ăn đó. Liên liên cùng quá, không biết có cho tôi ăn. Bây giờ chắc có lẽ là mình tạm thời là Lan bắt cóc Vương đi để mà Lan hỏi về cái câu chuyện lập nghiệp. Còn bây giờ nhờ chắc nhờ mẹ nấu cơm đi hả? Dạ. Nhờ mẹ nấu cơm cho Lan ăn kém nha. Ok. Dạ. Đi đâu? Nhà này hả? Đây, đây là cái giường cây của bà ngoại với mẹ. Hello hai bạn. Dạ, hai bạn này là để đây để làm màu. Để làm màu thôi hả? Trời ơi, rộng quá. Này là đất của bà ngoại từ xưa giờ hả? Đất của ông bà cố. À, hồi xưa là đây là để trồng lúa. Sau một cái có thời gian là đào ao lên để nuôi cá. Rồi giờ rồi là trồng trái cây. Bên đây là vườn gì đây? Vườn bưởi, muốn vô coi không? Muốn. Vô hái bưởi. Giờ đây cẩn thận nha. Biết lựa bưởi không? Không luôn. Phương không biết lựa rồi đó, nghe nói nghe đồn mà trái nào mà cái đít mà nó bằng á. Làm tôi quảng cáo dữ lắm, dân Củ Chi, dân nhà vườn, dân làm nông mà không biết lựa bưởi. Đây là bưởi không hả Phương? À, bưởi mà nó rụng ăn đâu kịp đâu. Ý cái trái này bự bự nè, trái này hái được chưa? Cái đó chắc coi bộ chín rồi đó. Cái đấy mà nó bằng bằng là coi như ăn được. Trời ơi, bún bún nữa nghe gì không? Chắc được. Ôi trời ơi, cái này lớn luôn rồi nè. Cam, uống nước cam không? Uống. Hai mấy trái đó họ dập hành nước cam nữa. Ừ. Thì ở đây chỉ có bưởi với lại cam. Còn vườn khác thì hình như có mít. Mình đi qua cái khu vực gọi là Thượng Uyển nè. Cái hồ này hồi xưa nuôi cá cha, giờ đổi là hàng nuôi cá tay tượng rồi. Nó hồi ăn cá tay tượng không? Vớt lên thì cho gì ăn đó à. Vương là đi sang nước ngoài là từ khi nào? 16 tuổi. Ở với gia đình nội và ở với chú. Lúc đó mình đi là mình đi du học hay sao? Đi du học. Học lớp 11. Rồi xong rồi mới học kỹ sư. Tính học kỹ sư ha. Kỹ sư vật lý ha. Kỹ sư xây dựng, kỹ sư gì cũng được. Miễn là kỹ sư thôi được rồi. Lúc đó tại học dở quá cho nên là phải vô cái trường nghề để học. Nói chung là trường Community College. Là dạng như trường trung cấp ở đây vậy đó. Rồi học nghề gì? Thì tính học nghề kỹ sư á. Ừ. Nhưng mà nghề thì học lâu lắm. Nhưng mà chưa học được và đã đi ra làm kinh doanh này. Lúc đó thì gia đình kêu sao mày không đi làm nail hay là đi bưng nhà hàng đi mà đi làm nghề gì đâu không vậy. Đi làm bán đồ online chỉ nghề không giống ai, tại đó đâu ai làm được. Tại sao Vương lại có cái suy nghĩ là mình khởi nghiệp bằng cái công việc đó? Thì vô tình là đứa em nó đưa cho Vương mấy cái game cũ nhờ thanh lý giùm cho nó. Thì khi mà cầm cái game cũ đi bán rồi thì nó kêu đưa lại cho nó 5 đô thôi. Thì mình mới đem lên mạng mình bán thì vô tình mình bán được cho người ta đấu giá. Tới phút cuối cùng thì người ta đấu giá lên được 39 đô. Trừ chi phí, tại vì tiền vận chuyển là mình để là miễn phí tiền vận chuyển cho người ta. Cho nên là mình lời cuối cùng như còn được 15-16 đô gì đó. Năm đó là rơi vào 2009. 2009. Không, vừa qua Mỹ khoảng, đúng rồi khoảng 2 năm. Tại vừa qua 16 tuổi là đâu có được bán gì đâu. Cái tới vừa được 18 tuổi là 2 năm sau là được 18 tuổi là được mở ngân hàng thì mới bắt đầu mới làm tài khoản để bắt đầu bán đồ cho online được. Chứ hồi xưa 16-17 tuổi chưa có ngân hàng đâu có. Nhưng bán mà được. Chị Lan vẫn thắc mắc rằng là không hiểu sao mà bạn lại có cái suy nghĩ là thay vì bạn đi thanh lý lại bạn chỉ lấy cái tiền trên lợi tí xíu thôi mà bạn lại nghĩ ra được cái việc là bạn đấu giá. Tại cái account mới là nó bắt buộc phải để đấu giá. À. Hồi xưa nó vậy không biết giờ nó sao. Account mới lập không có để bán như là bán giá được mà phải bắt buộc phải để đấu giá. Nhưng mà cuối cùng thì mình phát hiện là khi mà đấu giá người ta trả cao hơn nhiều. Tùy món hàng, có mấy món hàng buôn bán thì vẫn để đấu giá người ta trả giá cao hơn. Khó hiểu lắm. Nhiều khi mình để đó, nút người ta bấm người ta mua liền thì người ta trả chừng 25 đô thôi. Người ta không mua, người ta đấu giá thôi, người ta bực lên đó. Tại vì cứ đấu, 10 người đấu nhau hồi cái nóng máu. Đợi cái lên cái trả thành ba mấy đô, có món 60 đô cũng có nữa. Có món đồ đầu tiên mà mình bán được như vậy, mình có chia sẻ với gia đình mình không? Hồi xưa có nhớ lần đầu tiên kiếm được tiền, cái bắt đầu cái cũng khoe với em gái, khoe với mẹ.
nó đang gọi điện thoại qua Yahoo, cái bắt đầu cái xòe cọc tiền ra, đếm tiền, đếm tiền online cũng khoe, cũng mừng chứ. Cái lần đầu tiên Vương bán được hình như trong vòng 2 tuần lời được 5.000 đô đầu tiên từ bán game cũ. Cái game đầu tiên bán được thôi, thế bán được rồi bắt đầu kêu mấy đứa em nó gom lại nữa, của nhà rồi của hàng xóm rồi của mấy đứa nhỏ học trong trường á. Nói chung kỳ đó cũng vô ngay đợt Thanksgiving với lại Christmas, cho nên là cũng đúng dịp người ta cũng hay mua game, người ta tặng qua tặng lại. Vương có nghĩ rằng là cái câu chuyện khởi nghiệp của mình á, nó là cả một cái sự may mắn hay nó là do cái tư duy của mình? Thì để chung cũng phải kết hợp cả hai cái. Chứ thí dụ như mình tư duy thì nhiều người ta cũng nghĩ ra được, nhưng thí dụ như mình không có cái may mắn, thí dụ như ngay từ cái game đầu tiên mà mình bán mà mình lỗ vốn, thí dụ như vốn mình 5 đô mà mình bán được có 2 đô hay là 3 đô thôi, cái mình cũng nản, mình đâu có muốn thử nữa. Cũng nhờ mình biết mấy cái lời giới thiệu hay quá, lời giới thiệu chẳng hạn như mua rồi tươi miễn phí, tiền vận chuyển rồi chụp hình đồ rõ nét cho người ta coi đâu. Thì nói chung là cũng có yếu tố may mắn. Cái khó khăn đầu tiên khi mà bạn gặp phải trong cái hành trình để có được Vương Phạm ngày hôm nay là gì? Nói chung khó khăn thì làm kinh doanh mà. Hồi xưa nghe bà ngoại đồ hay hát ru á, gì đi buôn đi bán không lỗ thì lời gì đó, phải không? Có cái đó. Thì nói chung là mình làm kinh doanh là có lúc này lúc kia, chứ không phải là lúc nào cũng bán được. Sau khi mà Vương bán mấy cái game xong á, thì cũng có một đợt là như bán về mỹ phẩm nữa. Tại vì bán hết game mà game cũ mà, gom hết bán thì cũng đâu còn gì để bán đâu. Bán tới mỹ phẩm thì nói chung cũng những cái khó khăn như hồi xưa, chẳng hạn như mình bán được rất là đắt nhưng mà không có mua được hàng để bán. Không có nguồn cung. Tại vì nguồn cung nó hạn chế lắm, rất là khó mua. Có giai đoạn nào mà Vương nhận được cái sự từ chối của gia đình không? Hoài. Mới đầu thì được ủng hộ, xong cái thất bại cái bị la chứ mình cũng cứng đầu. Tính mình ít bỏ cuộc, nào không được thì làm lại, chừng nào được thôi chứ có gì đâu bỏ cuộc. Như vậy chứng tỏ là cũng đã có những lúc rơi vào tuyệt vọng. Chính xác. Giai đoạn đó là giai đoạn nào? Giai đoạn bán được nhiều hàng quá rồi mà lúc đó mình không có khai thuế, mình không biết phải khai thuế. Cũng nghe lời Google nói là bán hàng online không phải khai thuế, nhưng mà đúng là bán số lượng ít thì không phải khai thuế, nhưng mà bán khi bán số lượng mà nó lên tới trên 10.000 là bắt đầu phải khai thuế rồi. Mình bán nhiều quá mà mình không khai thuế thì cũng có đợt bị sở thuế vô kiểm tra, cũng lo lắm. Đó là giai đoạn cũng lo, là giai đoạn đó gia đình chửi nhiều. Thì xong mà giải quyết xong hết thì nói chung là cũng đóng phạt 500 đô. Nói chung là qua rồi thì mình thấy nó nhẹ nhàng, chứ còn cái lúc mà mình chờ xử trời ơi mệt lắm. Đợt đó tưởng đâu sợ bị đuổi về nước rồi mới được, đâu sợ bị ở tù mới được về nước hết chứ. Sau này là coi như rút kinh nghiệm mà khai thuế đồ này nọ chỉnh chu hơn, mướn công ty tư vấn, chứ còn hồi xưa chỉ lo làm thôi, không có biết mấy cái đó. Rồi đến khi nào thì mới gặp được bà xã? Cái giai đoạn mà cũng đang khó khăn nhất là giai đoạn gặp bà xã đó. Nó giai đoạn vừa không có tiền mà vừa bệnh á. Bị ly leo núi, bị chấn thương đầu gối. Xong cái bị lao xương ngay cái đầu gối luôn. Ồ, vậy là nặng lắm á. Nặng, nằm bệnh viện 10 ngày mà. Thì lúc đó có bà xã vô thăm. Thì xong rồi mới... Ủa đâu có phải tự nhiên cái bị bệnh cái có bà xã vô thăm được. Cũng phải có cái mối quan hệ từ trước chứ. Thì bà xã đến nhà thuê phòng, bà xã cũng đi học. Thì thuê phòng ở chung với lại bà nội. Lúc đó mình ở với bà nội. Thì rồi xong rồi cái quen thôi. Mới đầu mình nhìn thấy bà xã mình có ấn tượng như thế nào? Vừa gặp cái là muốn tấn công liền. Đẹp lắm hả? Bà xã nói chung cũng dễ thương. Lần đầu tiên gặp là bà xã đi đón ở sân bay. Thì bà xã giống như đi với mấy cậu đi đến sân bay để đón Vương. Thì thấy tự nhiên xong cái xe chạy, ủa sao tự nhiên có cô nào xinh ngồi trong xe vậy. Từ đó trở đi rồi cái mới để ý. Thì bà cũng ở chung nhà với mình mà. Thì cứ đi ra đi vô gặp mặt nhiều rồi mau thân hơn. Thay vì người ta lâu lâu mới gặp thì tốn cả năm mới thân, mình đây gặp lại thì chừng mấy tháng. Nhưng mà lúc đó thì nó dễ bị lòi ra những cái tật xấu khi mà sinh hoạt chung lắm chứ bộ. Chẳng hạn như ở dơ là biết liền đó. Đúng rồi đó. Sau khi mà mình nằm viện 10 ngày rồi có người yêu mình chăm sóc á, rồi cái sau vụ án chấn động đó là mình mới tỏ tình hay sao? Không, tỏ tình trước đó rồi. Ở nhà đông người quá rồi mình tỏ tình sao? Rủ ở công viên đi bộ chơi thôi. Thì đi bộ thì nói chuyện trên trời dưới đất, rồi đi ăn, thì rồi nắm tay, rồi tiếng Mỹ là nó kêu là one thing lead to another, rồi giống như là cứ nắm tay được rồi thì nắm tới cái khác. Vậy thôi. Ủa là nắm tay xong là xong, không ai nói với nào nhau tiếng nào hết? Thôi mình tự hiểu. Là tự hiểu luôn? Ừ. Trời ơi nhạt nhẽo quá mọi người. Nó nhạt vậy nhưng mà nó tồn tại đó hơn chục năm rồi đó. Không, thật ra đúng, tình yêu là không cần nói. Chúng ta chỉ cần hiểu nhau thôi là được rồi. Điều gì ở bà xã của Vương mà khiến cho Vương phải quyết tâm giữ lấy cái cô này cho bằng được, và phải quyết tâm đem cô này về làm vợ mình cho bằng được? Nói chung là hồi đó Vương bị bệnh á, Vương thì thiên về gia đình,
Cho nên là lúc mà bệnh mà có người lo đó thì là mới cảm thấy quý cái người lo cho mình. Bà xã là trong lúc mình bệnh thì bà xã cũng lo. Bà đi học mà bà cũng vô bệnh viện bà thăm mỗi ngày. Thì mình mới nghĩ là cái người này mới là người vợ. Người ta thuê nhà mình ta ở đúng không? Xe phòng ở đúng không? Đến khi nào mới không lấy tiền phòng ta? Lấy rẻ thôi chứ cũng lấy mà. Lúc nào mới hết lấy hỏi thiệt? Tại vì trả tiền cho bà nội thôi, trả tiền cho Vương đâu. Đến khi nào mới hết lấy? Đến khi nào mà ra khỏi nhà thì mới hết lấy. Đó là cưới xong là mu ra ngoài ở chứ không ở cùng với gia đình à? À đúng rồi, đúng rồi. Cưới là thật ra là làm giấy tờ cưới nhau trước. Cũng vẫn ở vậy thôi, nhưng mà tổ chức đám cưới thì phải mấy năm sau nữa mới tổ chức đám cưới. Rồi trong quá trình người ta thuê phòng của mình ta ở vậy, có khi nào mình lén lén mình xuống phòng ta không? Cái đó còn phải hỏi. Vậy là cũng xuống mấy lần? Hay là xuống thường xuyên? Chắc xuống thường xuyên nè. Thì phòng kế bên nhau mà đâu cần phải xuống. Mở cửa bước qua thôi mà. Vương nhận xét như thế nào khi mà từ ngày mình có bà xã, cái công việc kinh doanh của mình, cái cuộc sống của mình nó thuận lợi hơn hay là nó nhiều áp lực hơn? Thuận lợi hơn nhiều. Tại vì hồi xưa thì mình làm cái gì chỉ có một mình gánh vác thôi. Một mình như mình lo. Khi mà đã có bà xã rồi cái bắt đầu cái là cũng có thêm một ý kiến thứ hai nữa. Chẳng hạn mình làm gì thì có bà xã bà cũng tham vấn. Nhiều khi mình ở trong cuộc mình bị rối, nhưng mà thật ra bà ở ngoài thì bà nhìn thấy những cái mà mình ở trong cuộc không nhìn thấy. Bà cũng tư vấn cũng hay. Rồi xong rồi trách nhiệm nữa. Tại khi mà có vợ rồi thì bắt đầu trách nhiệm mình phải lo cho gia đình, rồi lo sau này có con rồi phải lo cho con, rồi mình cố gắng mình làm việc hơn. Có một cái vấn đề trong cái câu chuyện kinh doanh của mình á, nó cứ đều suôn sẻ như vậy, không ai biết hết. Đụng cái tự nhiên mình nổi tiếng, nó có thay đổi nhiều không? Thay đổi quá nhiều. Có bất ngờ không? Mới đầu cũng thích được nổi tiếng lắm, nhưng mà giờ kêu là để muốn nổi tiếng thì thôi, chắc không muốn nổi tiếng nữa. Nếu cho chọn lại thì không chọn một cái hình ảnh nó quá nhiều như vậy hả? Không chọn muốn nổi tiếng đâu, tại vì nổi tiếng là nó phiền phức lắm. Nổi tiếng là bắt đầu mình trở thành một cái tâm điểm chú ý, mình làm gì cũng có người soi. Rồi thì tất nhiên có nhiều người thương, cũng có người ghét. Thí dụ như mình nổi tiếng về truyền thông và giải trí thì cũng bị soi mói rồi. Nhưng mà còn như Vương làm ăn kinh doanh, bắt đầu cái Vương làm gì là Vương làm đúng luật hết luôn. Tất cả mọi thứ là có luật sư tư vấn, có công ty tư vấn, làm không sai luật gì hết luôn, mà vẫn có một cái lượng người là có ngày lên mạng coi như là bịa đặt thông tin, nên là mình thấy mình mệt mỏi lắm. Có bao giờ mà gia đình rơi vào trong một cái trạng thái gọi là khủng hoảng vì cái chuyện đó và gia đình khó bị cái vấn đề là lục đục không? Không, gia đình mình thì không có bị vấn đề đó. Thường thường là nếu như bị tấn công thì gia đình còn đoàn kết hơn. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng hơi gắt gỏng với con cái. Nhiều khi mình đang bực mình trong người á, cái tự nhiên con cái mình lại nó nhõng nhẽo hay gì cả thôi, cái mình cũng cáu gắt với nó. Nhưng mà nhiều khi mình cũng biết như vậy, cái mình nhận ra liền, mình nói thôi không được à, tiết chế lại liền. Nhưng mà cũng có chứ không phải không có. Và là cảm thấy bị ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại một cái hành trình của một Vương Phạm, từ một cậu bé ở Củ Chi nè, 16 tuổi đi du học, bắt đầu lập nghiệp vào năm 18 tuổi với một cái con số là 5 đồng. Thì bây giờ nhìn lại Vương Phạm tự nhìn nhận về mình như thế nào? Nói chung là tiền thì bây giờ nó đến chung là nhiều không nhiều, ít không ít. Nhưng mà nhân viên thì đông hơn, thì gánh nặng nó đè nặng lên vai hơn. Hồi xưa thay vì chỉ có mình với vài gia đình thôi, thì cùng lắm mình thất bại hay cái gì đó thì chỉ có mình bị đói vài bữa, hay là gia đình nhân viên thì cũng thất nghiệp vài bữa. Nhưng bây giờ là Vương là bây giờ cũng 250 nhân viên. Lúc nào mà công ty mà có chuyện gì xảy ra, hay lúc nào người ta đồn đoán gì về mình, hay là lúc nào bị tấn công trên mạng hay sau đó, là mình cũng cảm thấy lo lắng. Tại vì mình bây giờ mình không phải lo cho mình nữa đâu, mình lo cho tất cả mọi người luôn. Mình nói là một công ty, cái từ nó rất là nhẹ nhàng, nhưng công ty là cái gì? Công ty là gia đình của Vương cũng ở trong cái công ty đó, cũng sinh sống vào cái công ty đó. Gia đình của nhân viên của Vương cũng sinh sống vào cái công ty đó. Biết bao nhiêu anh chị em trong công ty, bao nhiêu người phải nuôi cha yếu mẹ già, bao nhiêu người phải nuôi con nhỏ. Thì khi mà bị giống như những cái gì mà sóng gió nổi lên đó, là Vương rất là lo. Vương lo cho cuộc sống của Vương, Vương lo cho cuộc sống của mấy anh em trong công ty chung. Do cái lo đó cho nên là Vương bị giống như là bị mất đi cái sự yên bình. Bây giờ kêu mình làm ít lại mình làm cũng không được. Công ty nó chỉ có thể đi lên hoặc là đi xuống, chứ nó không có đi ngang. Ít khi nào đi ngang, đi ngang là coi như đi xuống. Cho nên là lúc nào mình cũng phải làm việc phát triển lên hết. Thì giờ nói cuộc sống mà nó hạnh phúc hơn thì Vương khẳng định cuộc sống Vương nó chưa bao giờ nó hạnh phúc hơn cả. Có nhiều tiền nó cũng chưa chắc gì hạnh phúc bằng có ít tiền thật sự. Vương cảm thấy là mình còn cái điều gì mà mình muốn thực hiện ở tương lai, và ở cái quá khứ có cái điều gì Vương cảm thấy Vương còn áy náy, còn băn khoăn về những cái điều mà mình chưa làm được, mình chưa thực hiện được ở trong quá khứ không? Dòm là quá khứ thì ít khi nào Vương hối hận gì lắm. Tại vì chuyện đã qua rồi, mình có hối hận mình không thay đổi được gì hết. Có duy nhất là chỉ có người thân của mình á,
thì nhiều lúc như bà cố hay là ông bà này nọ đi, thời gian của họ ở với mình nó cũng ngắn chứ không dài. Có tuổi hết rồi thì cũng một ngày nào đó họ cũng về với thế giới bên kia thôi. Thì giống như là đến ngày đó xảy ra thì mình giống như mình sống làm sao để mà khi mà mình nhìn lại những ngày đó là mình cũng đã hết cái sức mình sống cạnh họ rồi. Tại vì cuộc sống của Vương là Vương là người thiên về gia đình, cho nên là đối với Vương là những cái khoảnh khắc mà vui nhất của Vương là những khoảnh khắc được giống như ngày hôm nay, được ở với là gia đình, được chơi với là gia đình, được ôm bà ngoại một cái hay là được cái gì đó là nó rất là hạnh phúc. Đơn giản nó chỉ vậy. Hồi xưa mình không có tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Bây giờ mình mua vé mỗi ngày sáng đi chiều về Việt Nam mình cũng dư sức nữa. Nhưng mà mình lại không có thời gian. Cho nên là mơ ước của Vương chỉ là làm sao để trong vòng chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm, chắc là 3 năm nữa phấn đấu để cho mình ổn định cái guồng máy công ty lại, ổn định những cái công việc mình làm lại để sao để mà cho mình có thể thoải mái hơn bên cạnh gia đình, ở chung với lại người thân được lâu hơn. Rồi mình làm được cho mình, rồi mình làm được cho những bạn nhân viên dưới của mình á. Chỉ vậy thôi. Chị Lan rất là đồng cảm với Vương ở một cái chỗ là bây giờ nếu mà công ty mà có vấn đề gì đó thì không phải mình lo cho bản thân mình mà mình lo cho anh em. Mình lo cho nhân viên, bởi vì sao? Mỗi một nhân viên họ đều có một gia đình. Mình sụp, gia đình họ sụp. Thì bao nhiêu nhân viên, rất là nhiều nhân viên, thì bao nhiêu cái gia đình ở phía sau mình. Thôi bây giờ thì chúng ta ăn cơm đi ha. Ok. Cô rau má này là nhà mình trồng luôn hay mình mua vậy cô? Rau má này nhà trồng á. Cô mà khi mà Vương quyết định là đi sang Mỹ để mà ở cùng với nhà nội á, lúc đó cô buồn không cô? Buồn chứ. Nhưng mà vì tương lai của con cô hả? Đúng rồi. Nói chung là cuộc sống người mẹ mà luôn lúc nào cũng thương con hết à. Nhưng mà mình thương con thì mình phải hy sinh. Mình không có lọc da mình sống đời mình nuôi nó được. Phải cho nó có một cuộc sống tự bư tự chảy. Nhưng mà những cái lúc mà Vương gặp khó khăn trong cái cuộc sống khi mà mới qua bên đó, Vương có chia sẻ với cô không? Có, Vương cũng chia sẻ nhiều. Nhưng mà cũng thương mẹ nên cố gắng. Nói chung là Vương mới đi năm đầu tiên á, cô qua bệnh. Đồng hành với Vương, cô cũng làm việc, cũng làm nail, đủ đóng tiền học con mình đi về. Trong cái câu chuyện của Vương khi mà trò chuyện với con, con có cảm giác như là cô với chú có vấn đề về hôn nhân. Thì con không biết có phải hay không. Yeah. Nói chung là cuộc sống mà hết duyên hết nợ thì ở đó cô có đi coi bói. Thầy bói nói đúng năm 45 tuổi là cô giá chồng. Ai hết đúng 45 tuổi, giờ bước qua đúng 45 tuổi giá chồng thiệt. Chắc là hết duyên hết nợ. Tức là khi mà Vương đi qua bên đó ở được vài năm thì cô và chú kết thúc. Đúng rồi. Giai đoạn mà Vương gặp khó khăn nhất, bị nhiều cái tai tiếng, thì có bao giờ cô khuyên Vương là thôi bỏ hết đi về đây với mẹ? Có khuyên nhưng mà Vương không. Giống như nhà Vương có cuộc sống ở bệnh, Vương quen rồi. Vương muốn mẹ qua bệnh. Nhưng mà bây giờ cô cũng đã đồng ý rồi đúng không? Cô đã đồng ý để đi theo Vương qua đó rồi. Có khi nào cô qua đó lần này cái cô kết hợp lại với chú không? Nhưng mà Vương có mong vậy không cô? Có, nói chung là con luôn luôn lúc nào cũng mong gia đình đoàn tụ. Còn chú thì sao? Tiếc quá, con có cơ hội gặp chú. Con có cơ hội gặp chú, nói chú tỏ tình lại với cô rồi. Có, chú cũng tỏ tình ngoài. Ủa vậy hả? Chú nói sao cô? Lúc cũng muốn gia đình đoàn tụ cho con cái rồi nó vui vẻ. Giờ cô trả lời sao? Ý trời. Chứ giờ đâu biết sao. Cô cứ sống mà cô vô tư lắm. Dạ, cứ cười như vậy thôi rồi cuộc đời nó sẽ mỉm cười với mình. Ban ngày á, cô đi làm việc á, cô làm rất là vất vả. Nhưng mà tối vô phòng cái là đóng hết tất cả lại hết. Không suy nghĩ gì hết, là chỉ ngủ thôi. Vương là một người như thế nào cô? Khó tính hay dễ tính? Vương thì cũng dễ tính lắm mà rất là thương người. Thương nhất là mấy bà già. Nhớ lúc nhỏ, hồi đó nhà mua bán mà mỗi lần sẵn tiền, cái anh lấy tiền xong cái anh đi cho mấy bà già. Mấy bà hỏi là tiền đâu? Cái là Vương nói là tiền của mẹ con gửi cho bà ăn trầu. Cô bây giờ mà cô đi luôn rồi, bên đây bà ngoại ai chăm cô? Hiện tại bây giờ thì có em gái Vương ở bên đây. Thôi bây giờ mình đi ăn cơm đi cô ơi. Đi ăn cơm đi, đúng rồi.
Wow, hôm nay là có một mình Ngọc Lan thôi mà được gia đình đón tiếp một cái bữa ăn nó thịnh soạn quá. Cô ơi, này là lẩu gì vậy cô? Lẩu gà, nấu lá é. Đây có phải là món khoái khẩu của Vương không? Ừ, cũng thích ăn gà lắm. Vương thì thích ăn gà, yeah, ăn thịt heo. Tội của chi mà lại không thấy ngó ngàng gì tới thịt bò ta? Qua Mỹ ăn bò hơi ngán. Rồi, mời con, mời cô, mời Vương. Mình thấy nấm, mình thấy mình ghiệt. Này là nấm mối. Dạ. Những cái ngày mà mình mới qua bên Mỹ á, mình cái việc ăn uống nó có khó với mình không? Ăn mì gói không mà có gì đâu không em. Thôi cô sốt ruột của cô. Cô đưa Vương đi á, cô vui vẻ lắm. Cái xong mỗi lần cô đi chợ, cô coi nhìn máy bay trên trời á, mà cô khóc từ ở ngay chỗ mà chỗ chợ đường Công Hòa. Dạ. Cô khóc về tới nhà luôn. Bạn này hồi nhỏ có dễ ăn không cô? Vương dễ ăn, nhưng mà Vương rất là thích món ăn của mẹ nấu. Đi dài là rủ đi ăn đâu, cô không chịu hết, ở nhà ăn món ăn của mẹ nấu thôi. Nãy mẹ có kể với chị Lan á là Vương là một đứa trẻ rất là thương người, đặc biệt là thương các cụ già á. Cái thói quen đó đến bây giờ mình vẫn còn giữ không? Có cảm xúc đặc biệt với người già. Nói chung thường thường nhiều người thương trẻ nhỏ, nhiều người thì thương mấy người bệnh. Còn riêng Vương thì thấy mấy bà già thì không biết sao nó tự nhiên thấy thương. Còn nhiều khi nghĩ lại không biết tại sao mình thương, cũng ngồi suy nghĩ nguyên nhân tại sao. Chắc là mấy ông bà già thì là cả đời hy sinh cho con cháu rồi. Tới chừng già thì nhiều người có hiếu á, thì người ta có người già có cuộc sống coi như là cũng đầy đủ. Nhưng mà có nhiều người coi như con cái, thứ nhất là không có con cái, hoặc là con cái không có hiếu, thì thấy sống cuộc sống hiu quạnh mà khổ lắm. Người già không khác nào con nít hết. Hồi xưa có lần Vương chở mấy bà già đây đi chích thuốc thay bà bệnh á, rồi cái bà cũng rên rỉ. Nói chung mà trong khi đó con cháu nhà cũng thanh niên, không ai chở đi hết thì thôi. Tốt quá, đi qua chở đi. Hôm đó Vương còn nhỏ xíu à, Vương mới học lớp 8 à. Được tiền đâu mà đi vô bệnh viện chết. Chở lên mấy bác sĩ rồi đây nè. Chích cũng rẻ, mấy chục ngàn mũi. Tiền được cho ăn sáng. Rồi để dành. Cô cho ăn sáng là không có ăn, để dành cho mấy bà già với mua truyện. Nhưng mà Vương, khi mà mình bắt đầu mình thành công rồi á, cuộc sống mình ổn định, mình có tiền rồi, với cái tình thương dành cho người lớn tuổi như vậy á, có bao giờ mà Vương nghĩ là mình sẽ làm một cái quỹ để mà gặp những một cái trường hợp nào đó cấp bách là mình có tiền trong cái quỹ đó mình xuất ra mình cứu liền không? Cũng muốn gom mấy bà già về nuôi lắm. Mình tính có cái trang trại hoa viên giống vậy nè. Cái cũng ngồi nói với mẹ với ngoại phải chi mà xây được cái chỗ đồ này nọ để cho giống như mấy cụ già mà dù như neo đơn không con cái thì về đây ở vòng vòng với bà ngoại. Thì cũng tính vậy. Thì mới có tính thôi, chưa có làm. Chừng nào làm đi rồi nói chứ. Tết thì đi một vòng hỏi thăm hỏi bà, rồi giống như cho tiền mừng tuổi, cho tiền mừng Tết rồi đó. Mà buồn cái là giống như năm ngoái cho thì năm sau quay lại là có vài bà mất. Cô, Vương của bây giờ với lại Vương của ngày xưa, cô thấy là thay đổi nhiều không? Không có thay đổi. Nè, hả? Trong mắt mẹ với ngoại là cho dù có lớn tới cỡ nào thì ở nhà vẫn là con là cháu. Cho dù có già tới cỡ nào nữa thì trong mắt mẹ mình cũng là đứa trẻ. Mẹ cũng lo từng bữa ăn, lo này lo kia. Trong mắt bà ngoại mẹ cũng là một đứa trẻ. Cô thường nói với con cô là tài sản lớn nhất của mẹ chỉ có hai đứa con duy nhất thôi, chứ ngoài hai đứa con đâu có gì hết. Cô thấy thì khi mà Vương thành công trong cái công việc của mình thì là một cái điều mà mình không nói rồi cô ha. Nhưng mà khi mà Vương có cái gọi là cái sự nổi tiếng á, được rất là nhiều người trong cộng đồng mạng người ta quan tâm, và kể cả thậm chí là đi ra ngoài đường là cũng khi mà nói tới Vương Phạm là ai người ta cũng biết hết. Thì khi mà con mình nó nổi tiếng như vậy á, cô có lo lắng không? Cũng lo. Nói chung là cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Tức là cô đã hiểu được cái vấn đề đó. Dạ, đúng rồi. Cái gì cũng có cái giá để mình trả hết á. Cũng chừng mốt mẹ kêu thôi bớt nổi tiếng rồi. Đó, mẹ với ngoại kêu hoài, mà ngoại mỗi lần cái giống như có đoàn quay phim lên ngoại ba hứng. Không có quay đâu. Nói cho bà ngoại không có muốn nổi tiếng. Mẹ cũng vậy thôi, mẹ cũng không thích. Vương giờ cũng hết thích rồi. Chỉ muốn cuộc sống yên bình, vui vẻ thôi. Vì cái người mà Vương luôn hướng về, luôn quan tâm, luôn muốn chia sẻ, luôn muốn tâm sự đó là mẹ. Chứ không ai khác hết. Mẹ với ngoại, tâm sự với ngoại nhiều hơn với mẹ luôn. Thân với ngoại lắm. Nhỏ là bà ngoại bà dẫn đi như là ở với ngoại luôn á. Mẹ thì còn lo công việc này nọ, nhiều khi không rảnh, chứ còn ngoại là lúc nào cũng rảnh. Thương ngoại. Những cái người mà mình cần tâm sự, mình cần chia sẻ, mình cần được ôm ấp vỗ về mỗi khi mà mình buồn, mình thất bại thì lại không được, không ở bên mình. Nên rõ ràng rất là cô đơn chứ. Mà lúc nào cũng giấu cái cô đơn của mình hết, lúc nào cũng chứng minh cho mẹ thấy là mình ổn hết.
Nhưng mà nhiều khi nhờ vậy mình mới nỗ lực, mới phấn đấu được. Chứ còn thí dụ như mà ở nhà cứ mẹ lo ngày ba bữa ăn gì, cái mình đâu có ra đường kiếm ăn nữa. Giống như gà công nghiệp vậy đó, được lo đầy đủ quá thì mình đâu có lo kiếm ăn nữa. Bây giờ cô có mong ước điều gì nữa không? Mơ ước là con mình lúc nào cũng biết thương yêu mọi người, biết thương yêu tất cả chúng sinh vậy thôi. Không muốn gì nhiều nữa không? Không, không mơ ước gì nữa nhiều. Mơ ước được dài hoài được rồi. Khỏi cần gì nhiều ha. Gia đình đầy đủ. Lần này cô đi là đi nhiều không cô, đi lâu không cô? Chưa biết. Tính qua cái tình hình sao rồi. Chồng thấy Vương với bà xã phụ nhân là cứ lo làm không, không chăm sóc mấy đứa cháu. Nên nóng ruột mấy đứa cháu chạy theo. Gáo không lo đâu, Nhi tối ngày đút tụi nó ăn từng muỗng cơm ở đó không lo. Nấu ăn nhưng mà con lo công việc làm nhiều hơn. Con làm với vợ con làm ít mà, vợ con lo cho mấy đứa nhỏ. Nói chung là so với tụi con quá đầy đủ rồi. Nhưng mà trong mắt mẹ là không bao giờ đủ. Trong công việc thì hai vợ chồng Vương lại là rất là hỗ trợ cho nhau, rất là đồng lòng với nhau, rất là trùng ý kiến với nhau. Nhưng trong cái câu chuyện dạy con thì hai vợ chồng có bị khác nhau không? Thường thì bà xã chịu đựng tụi nó nhiều hơn cho nên la quát tụi nó nhiều hơn. Còn khi nào mà tụi nó hư lắm thì mình mới phải dùng roi. Nói chung là hình như cũng đồng lòng lắm, chứ không có đến nỗi mà... Có bao giờ bất đồng quan điểm về cái vấn đề dạy con không? Chưa. Nhiều lúc mình đang đánh con, cái bà còn kêu đánh mạnh hơn nữa, đi ra đánh nhẹ quá vậy. Trời ơi. Cô mấy lúc đó là cô biết không cô xử không cô? Cô thì thương con thì thương, lo cho ăn cho mặc đầy đủ. Nhưng mà có tội là phải phạt. Phương hồi nhỏ là cô chuyên môn cho quỳ nhang. Quỳ nhang là sao cô? Mỗi lần Vương mà phá cái gì mà cô làm không được á, cái cô đốt cây nhang á, xong rồi cô bắt Phương quỳ đó, chừng nào làm xong công việc á thì cây nhang nó cũng vừa tàn. Cái bữa anh ngồi anh quỳ anh mệt mỏi quá, cái anh thổi cây nhang nó mau tàn. Vương hồi nhỏ là khỏi chê rồi, phá kinh khủng luôn. Hồi là sinh nhật mới có 3 tuổi thôi, bạn cô 7 á, cô 7 á tặng cho chiếc một máy bay. Xong rồi cái sáng là chiều là Vương rã ra từng món hết rồi nghiên cứu lắp lại. Thì tháo ra gắn là nó không chạy nữa. Vấn đề là gắn vô lúc nào nó cũng dư một hai ngóc hết trơn. Mà không biết nó nằm ở đâu. Thường á, trong cái bữa cơm mà của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì sẽ có những cái giây phút để cho nhân vật lắng lòng lại, nói những cái điều mà hồi trước giờ mình chưa bao giờ mình dám thổ lộ với đấng sinh thành, hoặc là với người vợ hoặc người chồng của mình, tức là người trong gia đình mình á. Nhưng mà chị Lan nghĩ là chắc có lẽ là cái điều này nó xuất hiện thường xuyên ở gia đình của Vương. Nếu như chị đoán không lầm, sau một cái buổi trò chuyện với Vương rồi thì tại vì cái sự kết nối của gia đình rất của Vương rất là nhiều. Chắc có lẽ là những cái lời yêu thương, những cái lời nói dành cho mẹ là Vương có thường xuyên nói không? Thôi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi. Tức là tất cả những thành viên trong gia đình này là luôn hiểu nhau. Và cũng không mong gì hơn, không cầu mong một cái điều gì hơn. Mà ngay cả bản thân cô cũng vậy nữa. Thương mẹ lắm, lo cho mẹ từng ly, từng tí, từng chút. Bệnh đau đỡ này kia là cô lo hết. Nhưng mà kêu cô nói tiếng đó, cô nói không được. Thương là biết rồi, chứ cần gì phải nói ra. Cái niềm hạnh phúc, cái sự viên mãn nó đã thể hiện rất là rõ trên hai cái gương mặt này rồi. Chúng ta là giờ chỉ vui vẻ sống với nhau vậy thôi, cứ vậy và cứ cầu mong là lúc nào cũng được ăn cơm cùng với nhau như thế này. Bữa ăn gia đình là thời gian vui nhất. Ngọc Lan rất là cảm ơn gia đình, cảm ơn Vương đã, thật sự ra là để mời Vương làm chương trình này rất là khó, và Lan biết là đã mời rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà để mời được thì chắc có lẽ là cái uy tín của chương trình làm cho Vương nhận lời. Thì một lần nữa thì cảm ơn Vương rất là nhiều, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi bây giờ thì Vương có muốn gửi lời nói gì đến cho khán giả không? Cũng cảm ơn ekip, cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Ngọc Lan đã đến thăm gia đình ngày hôm nay, có một cái bữa cơm gia đình để biết được không khí cơm miền quê nó như thế nào. Chúc mọi người sức khỏe. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì Ngọc Lan và gia đình của bạn Vương Phạm xin phép được chào tạm biệt.